Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Vĩnh Nghi xin giới thiệu đến các bạn dòng sản phẩm của hãng Godet với mã sản phẩm đó là Godet EZ6250i. Với máy này được sản xuất 100% tại Đài Loan. Máy được cấu tạo bởi một khung thép rất là chắc chắn, bền, bao phủ cả một dàn máy. Phía trước là một màn hình LCD để điều chỉnh những cái thông số như độ phân giải hay là tốc độ in, hay là liên quan đến cái sự mực đậm nhạt gì đó, chúng ta có thể tự động điều chỉnh trên cái màn hình này rất là dễ dàng. Bên cạnh đó còn có một cái khay để là đựng giấy rất là tiện lợi, và cái đồ canh rất là sự khác biệt giữa cái máy này so với hãng khác là có sự canh lề giấy và mực nó đầy đủ ở đây. Đây là máy đó, mực với cái thông số đặc biệt ở đây, nó là cái máy này với cái độ rộng của đầu in lên tới 168mm, tương ứng với khổ A5. Máy này in được những cái khổ rộng này, ứng dụng của cái giấy này để trong cái lĩnh vực mà dán thùng trong cái các nhà máy sản xuất, khi các cái thành phẩm được vào thùng và đóng gói lại, và bên ngoài có một cái thùng, ở trong thùng nó không có một cái tờ giấy được in barcode hay thông số về sản phẩm, dán lên cái thùng và bắt đầu từ đó họ mới xuất đi nước ngoài. Với cái nhu cầu hiện tại, các nhà máy đa số họ thường đến 80% đều sử dụng với cái máy công nghiệp kiểu này. Thứ nhất là đem lại cái đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về cái tem khổ rộng như thế này. Thứ hai nữa là cái độ bền chuẩn công nghiệp á, tiêu chuẩn IP64 hay gì đó, cái máy này đáp ứng đầy đủ như thế. Để mà cho các bạn biết thêm và để thấy được cái sự ưu việt của cái máy này thì anh chị rất là đẹp và sắc nét. Rồi, mình có thể test lại, mình có thể in lại một chút xíu để cho anh chị thấy xem. Và máy này còn có cái chức năng là với nhiều loại cổng khác nhau, cổng RJ232, cổng USB, đặc biệt là cổng Ethernet, là cổng mạng LAN để ứng dụng dùng cho cái phòng IT hoặc từ cái văn phòng điều khiển xuống cái xưởng nhà máy, in RAM, ốc dữ liệu, ốc database, in trực tiếp từ trên văn phòng xuống dưới kho hàng, hoặc là xuống cái chỗ mà cái pallet mà người ta chuẩn bị đóng gói á, mà không cần phải dùng máy tính, chỉ in và công nhân cứ lấy con tem dán với cái số lượng hàng hóa để xuất đi nước ngoài. Xin chào tất cả các bạn, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Thế Giới Mặt được phục vụ với khách hàng một cách chu đáo. Xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại.